Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video lần này, mình sẽ cập nhật tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2 cho quý vị và các bạn nắm được thông tin tiến độ. Trước đó 3 tháng thi kênh cũng đã có video về tiến độ cầu Rạch Miễu 2. Như trong video các bạn thấy, hai trụ chính dây văng đã được thi công xong bệ trụ và đang thi công tháp trụ dây văng. Phần cầu bên phía Bến Tre cũng đã thi công được khá nhiều trụ, các cầu phụ và đường dẫn có tiến độ ổn định. Vừa qua dự án cầu Rạch Miễu 2 được phê duyệt tăng vốn hơn 1.600 tỷ đồng, chủ yếu do thay đổi đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng. Tuy nhiên tiến độ cầu cũng bị lùi lại một năm, hoàn thành năm 2026 thay vì năm 2025 như trước đó. Nguyên nhân là do vướng tiến độ giải phóng mặt bằng phía tỉnh Tiền Giang. Như trong hình ảnh các bạn đang xem, phần cầu phía tỉnh Tiền Giang chỉ mới thi công được một bệ trụ, ngoài ra đường dẫn và các trụ khác chưa được triển khai, mặt bằng thi công cũng chưa được giải phóng. Được khởi công từ tháng 3 năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2025, nhưng đã lùi lại năm 2026, tức là cầu Rạch Miễu 1, và người dân phải chịu khó kẹt xe thêm 4 năm nữa. Hy vọng sau khi được bơm thêm vốn và lùi thời hạn, thì cầu Rạch Miễu 2 sẽ đẩy mạnh thi công và hoàn thành đúng thời hạn, không lùi tiến độ thêm lần nào nữa. Khi hoàn thành, cầu Rạch Miễu 2 sẽ giúp giảm tải ùn tắc, mở ra tuyến đường mới, giúp phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, sau cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh, Mỹ Thuận 2, Hàm Luông, Cổ Chiên. Dự án xây cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài 17,6 km, phần cầu dài gần 2 km, rộng 21,5 m. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, Tiền Giang, điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre. Dự án cũng mở ra một tuyến đường mới, song song với quốc lộ 60 hiện tại. Vừa qua thì cầu Đại Ngãi ở Sóc Trăng cũng đã được khởi công, cùng với cầu Rạch Miễu 2 sẽ rút ngắn thời gian và quãng đường di chuyển từ Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh, tạo liên kết vùng tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.